Cách nay mấy tháng thì chị dâu á có vay tiền ở ngoài phía người ta một trước một lần rồi nhà đã trả rồi, nhưng một tháng sau chị tiếp tục chị vay tiếp rồi chị không có tiền chi trả người ta, chị đã bỏ trốn và cả gia đình đi. Trong lúc chị bỏ trốn thì ta tới nhà ta phá nhà ta, chừng nào tối đêm ta trội đá trội gạch trội những chai nào tạt sơn. Mình không có mượn mà nó cái lợi nó tiếng nó quậy hoài, cũng còn bấn thân trong người cũng mệt mỏi. Tới cái đợt đó thì đó dục sơn dục đồ đó, nhưng mà tới cứ cũng làm ốp đổ vô đây ngồi kín hết, đứng hết gian bên nó điện thoại liên tục, nó đứng hết bên cái nhà bên kia dày hết, hơi thở đột nhập bất tử vô thì bơ cái vô thì mình làm phiền mình á, tôi đóng cửa hoài vậy đó. Rà soát lên danh sách được gần 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động vay cho vay tín dụng đen, hiện các đơn vị công an thành phố đang thu thập tài liệu để xử lý, đã tăng cường kiểm tra hành chính công ty đòi nợ, các cái công ty tài chính, các cái dịch vụ cầm đồ, núp bóng cho vay để quản lý.